ông Trump làm phục vụ ở cửa hàng ăn nhanh, công kích bà Harris. Ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump trở thành phục vụ trong cửa hàng ăn nhanh khi cuộc bầu cử bước vào giai đoạn nước rút. Cựu Tổng thống Trump ngày 20 tháng 10 đã làm việc tại một cửa hàng đồ ăn nhanh ở Pennsylvania trong một nỗ lực nhằm công kích đối thủ đảng Dân Chủ, Phó Tổng thống Kamala Harris. Ông Trump đeo tạp dề và phục vụ khoai tây, giao đơn hàng cho khách lái xe qua quầy để mua đồ ăn nhanh. Tôi thích công việc này. Tôi đang rất vui ở đây, ông Trump người rất thích đồ ăn nhanh, cho biết. Động thái của ông Trump diễn ra trong bối cảnh chiến dịch của ông nhiều lần bày tỏ hoài nghi về thông tin bà Harris từng làm việc ở cửa hàng ăn nhanh hồi còn trẻ. Hồi tháng 8, bà Harris đã tiết lộ việc bà từng làm phục vụ ở nhà hàng ăn nhanh nhằm phát đi thông điệp tới các cử tri ở tầng lớp trung lưu. Bà cho biết đã làm phục vụ ở nhà hàng khi bà học lấy bằng tại Đại học Howard. Ông Trump và các đồng minh của ông đã nhiều lần ám chỉ rằng bà Harris chưa từng làm việc ở cửa hàng ăn nhanh vì vị trí công việc này không được liệt kê trong sơ yếu lý lịch của bà. Tôi hiện đã làm việc, ở cửa hàng ăn nhanh nhiều hơn bà Kamala 15 phút, ông Trump nói, công kích bà Harris. Sau đó, người phát ngôn chiến dịch tranh cử của bà Harris, Ian Sam, đã chỉ trích ông Trump, cáo buộc ông nói dối và cho rằng ông không hiểu được cuộc sống của tầng lớp trung lưu vì đã được thừa hưởng hàng triệu USD từ gia đình. Bà Harris nói ông Trump không xứng làm tổng thống. Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris cho rằng sự thiếu chuẩn mực của cựu Tổng thống Donald Trump sẽ là một yếu tố khiến cử tri không bỏ phiếu cho ông ông ấy không xứng đáng, và đó là lý do ông ấy sẽ thua, Phó Tổng thống Mỹ, ứng viên Tổng thống Đảng Dân Chủ Kamala Harris bình luận về đối thủ, cựu Tổng thống Donald Trump, trong một cuộc phỏng vấn với kênh MSNBC hôm 20 tháng 10. Bà Harris chỉ trích ông Trump đưa ra phát ngôn thô tục, xúc phạm chức vụ Tổng thống Mỹ và làm giảm uy tín của Washington trên trường quốc tế. Những gì các bạn thấy ở đối thủ của tôi, một cựu Tổng thống Mỹ, thực sự đang làm mất giá trị của chức vụ này, bà Harris nói. Trước đó phát biểu tại một sự kiện vận động tranh cử ở bang chiến trường Pennsylvania hôm 19 tháng 10, ông Trump gọi bà Harris là một phó tổng thống tồi tệ trước tiếng gieo hò từ những người ủng hộ ông. Phó tổng thống Harris cho rằng cựu tổng thống Trump không nên được bầu để lãnh đạo nước Mỹ một lần nữa. Donald Trump không bao giờ được phép đứng sau con dấu của tổng thống Mỹ nữa. Ông ấy không xứng đáng có được quyền đó, bà Harris nhấn mạnh. Theo bà Harris, những bình luận của ông Trump đã hạ thấp quyền lực của Mỹ khi nói về các vấn đề như dân chủ và pháp quyền chỉ còn hơn 2 tuần nữa sẽ diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ mùng 5 tháng 11. Các cuộc thăm dò cho thấy bà Harris và ông Trump đang trong cuộc đua xít sao cho chức Tổng thống, bao gồm ở các băng chiến trường quan trọng quyết định kết quả bầu cử. Tỷ phú ý Elon Musk hứa tặng 1 triệu đô la mỗi ngày. Tỷ phụ ý Elon Musk hứa sẽ tặng 1 triệu đô la ngày cho đến cuộc bầu cử vào đầu tháng 11 cho người ký đơn thỉnh cầu trực tuyến ủng hộ hiến pháp Mỹ. Chúng tôi thực sự muốn có càng nhiều người ký vào bản kiến nghị này càng tốt, vì vậy tôi có một bất ngờ dành cho các bạn. Đó là chúng tôi sẽ trao ngẫu nhiên một triệu đô la cho những người đã ký tên vào đơn kiến nghị mỗi ngày cho đến cuộc bầu cử. Nhà sáng lập Tesla và SpaceX Elon Musk ngày 20 tháng 10 phát biểu tại một cuộc vận động ở Harrisburg, Pennsylvania. Đơn kiến nghị nêu, tu chính án thứ nhất và thứ hai đảm bảo quyền tự do ngôn luận và quyền mang vũ khí. Bằng việc ký tên dưới đây, tôi cam kết ủng hộ tu chính án thứ nhất và thứ hai tỷ phú Musk đã ngay lập tức tặng một triệu đô la đầu tiên cho một người có mặt tại sự kiện vận động ủng hộ dành cho ứng viên Đảng Cộng Hòa, cựu Tổng thống Donald Trump. Ý tưởng là động thái mới nhất của tỷ phú Musk cho thấy việc ông sử dụng khối tài sản khổng lồ của mình để tác động đến cuộc chạy đua vào Nhà Trắng giữa ông Trump và Phó Tổng thống Kamala Harris. Ông Musk đã đi khắp Pennsylvania trong tuần này để vận động tranh cử hỗ trợ ông Trump. Điều này nêu bật tầm quan trọng của bang chiến trường quan trọng trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024. Tỷ phú Musk là người giàu nhất thế giới theo xếp hạng của Fox. Ông Musk đã thành lập America PAC, một tổ chức hành động chính trị để hỗ trợ chiến dịch tranh cử của cựu tổng thống Donald Trump. Ông đã cấp ít nhất 75 triệu đô la cho quỹ America PAC. Mới đây, ông cũng trực tiếp cùng ông Trump vận động tranh cử ở bang Pennsylvania.